trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn tổng hợp những trận đánh của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Phần thứ 3. Những trận đánh trong năm 1974 1. Trận Con Kê Po của Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 1 năm 1974. Trận vận động tiến công của Trung đoàn 28 Sư đoàn 10 được tăng cường tiểu đoàn 3 Trung đoàn 24 đánh vào tiểu đoàn 3 trung đoàn 40 quân đội Sài Gòn ở Công Kê một dãy điểm cao nằm về phía đông bắc điểm cao 751, cách thị xã Con Tum 12 km về phía bắc, nay là xã Con Dãy, huyện Con Plòng, tỉnh Con Tum. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, các đơn vị của trung đoàn chiếm lĩnh trận địa, lập thế trận đánh địch. Ngày 16, trinh sát trung đoàn và các đơn vị liên tục bám địch, phát hiện trinh sát của chúng và diệt một số tên lúc 0 giờ ngày 17 tháng 1, tiểu đoàn 1 phát hiện địch, nhanh chóng triển khai đội hình bao vây và đến 2 giờ tiểu đoàn 1 triển khai xong đội hình tiến công. Lúc 6 giờ 55 phút, đại đội 3 phát hiện địch, ta dùng mìn DH và B40, tiểu liên đánh vào đội hình địch. Trung đoàn trưởng lệnh cho tiểu đoàn 1 dùng cối bắn tiếp vào đội hình sát thương địch và không cho chúng đảo công sự. 8 giờ 35 phút, trung đoàn lệnh tiểu đoàn bộ binh hai cơ động lực lượng chặn địch không cho chúng chạy về hướng Nam. Đông Nam. Tiểu đoàn một cơ động lực lượng về phía Tây, đánh vào cạnh sườn. Phía sau, hình thành một mũi quan trọng từ Đông Bắc đánh sang. Tiểu đoàn 2 thành một mũi đánh từ phía Nam lên. 17 giờ, các đơn vị ổn định đội hình xong. Sau khi chạy về hướng Tây Nam và hướng Nam không được, địch tìm đường chạy về hướng Đông Nam bị đại đội 7 tiểu đoàn 2 chặn lại. Bị vây từ khắp phía, địch yêu cầu pháo bắn ngăn chặn và xin lực lượng đến ứng cứu. Do thương vong nhiều buộc chúng phải dừng lại củng cố công sự, chờ thời cơ tốt để rút chạy. Chớp thời cơ, trung đoàn ra lệnh cho các đơn vị kiên quyết siết chặt vòng vây, liên tục tiến công tiêu diệt tiểu đoàn 3 trung đoàn 40 địch. 18 giờ, cao mũi tiến công đã tiến sát địch, trên hướng các đại đội 1, 3, 5 cách địch khoảng 30m. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 1, quân ta nổ súng tiến công. Các loại mìn, hỏa lực của ta dồn dập đánh vào đội hình địch. Ngay từ phút đầu Hỏa lực ta đã đánh trúng vị trí chỉ huy địch, làm rối loạn chỉ huy của chúng. 7 giờ 16 phút, từ các hướng bộ đội ta xung phong chiếm trận địa địch. Trận chiến đấu kéo dài đến tối 18 tháng 1. Quân ta tiêu diệt 197, bắt 33 tên, thu 123 súng các loại. Trận đánh thắng lợi, loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn 3 trung đoàn 40 quân đội Sài Gòn. Trung đoàn 28 đã góp phần cùng lực lượng Vũ Trang Tây Nguyên phá vỡ ý định đánh phá vùng giải phóng của địch, ta chiếm đất đai mở rộng hành lang an toàn về phía bắc thị xã Con Tum. 2. Trận đánh cao điểm 800 của Trung đoàn 28 từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 3 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn Bộ binh 28 Sư đoàn 10 được tăng cường tiểu đoàn 2 Trung đoàn 24, 2 khẩu cối 120 ly, 1 khẩu pháo 105 ly, 7 khẩu 12,7 ly. Quá trình chiến đấu được 2 khẩu liệu pháo 122 ly, chi viện hỏa lực đánh tiểu đoàn 95 biệt động quân giữ cụm cứ điểm trên điểm cao 800, thuộc địa bàn xã Đắc Tre, huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, nhằm tiêu diệt địch, khôi phục vùng giải phóng, bảo vệ hành lang đường 220. Đúng 9 giờ 38 phút ngày 16, ta nổ súng tiến công. Các loại pháo cối của ta chút báo lửa xuống cụm cứ điểm. Trên các hướng DKF, cối 82 ly của trung đoàn tham gia bắn chuẩn bị với pháo cối cấp trên. Trên hướng cửa mở của đại đội 1, địch bỏ tuyến công sự ngoài, lùi vào bên trong. Phát hiện, ta dùng 12,7 ly bắn truy kích. Qua liên lạc bằng vô tuyến của địch, ta biết chỉ huy của chúng vẫn chưa bị tiêu diệt. Trung đoàn đề nghị sư đoàn tiếp tục cho pháo cối bắn tiềm chỉ huy địch và phá hoại đợt 2, đồng thời lệnh cho các trận địa 12,7 ly tích cực đánh máy bay địch. Trong khi pháo tiếp tục bắn đợt 2, tiểu đoàn 3 đưa lực lượng lên chiếm vị trí xuất phát xung phong. Đến 12 giờ 50 phút, pháo cuối ta tạm dừng. Các loại súng DKR, 12,7 ly, đại liên bắn mạnh vào phía trước và hai bên hướng cửa mở. Đại đội 10 đánh mìn liên tục phá hàng rào, tiếp đó các loại hỏa lực bắn thẳng tiêu diệt các cụ súng lô cốt đầu cầu. Trên cả hai hướng chủ yếu và thứ yếu, bộ binh kiểm tra xong cửa mở. 12 giờ 55 phút, sau khi đánh chiếm đầu cầu các đơn vị lần lượt tiến công các mục tiêu theo kế hoạch, trước sức mạnh của ta trên hướng tiểu đoàn 1, địch bỏ tuyến 1 và 2, lui vào co cụm xung quanh khu chỉ huy nhưng vẫn chống cự quyết liệt. Vượt qua ác liệt, hy sinh, một mũi của ta đánh trúng vị trí chỉ huy tiểu đoàn địch và bắt liên lạc với đại đội 10 tiểu đoàn 3 rồi phối hợp thành một mũi tiến công mạnh đánh thẳng xuống phía nam, truy kích địch rút chạy. Sau 25 phút nổ súng, đại đội 1 tiểu đoàn 1 đã cùng đại đội 10 tiểu đoàn 3 làm chủ điểm cao 800, diệt 72 tên, bắt 10 tên, thu một số vũ khí địch trên hướng thứ yếu, tiểu đoàn 3 do mở cửa khó khăn nhiều cán bộ chiến sĩ thương vong ở cánh trái, lợi dụng độ thấp trên hướng đông và chỗ rào bị pháo ta bắn hỏng. Đại đội Phó Đức chỉ huy một bộ phận đánh thẳng vào vị trí chỉ huy địch làm chúng rối loạn đội hình và bắt được thiếu tá 10, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95. Tiếp đó, một mũi của trung đội hai nhanh chóng phát triển vào số chỉ huy tiểu đoàn địch, đồng thời trung đội một tiếp tục mở cửa đưa lực lượng vào chiến đấu. Các loại hỏa lực B40, B-41 phá hủy nhiều công sự, ụ súng, hỗ trợ đắc lực cho tiểu đoàn đánh địch. Ta bắt được thiếu tá tranh, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 95. Sau 25 phút đột phá, đại đội 10 chiếm được 50 công sự địch, làm chủ một nửa trận địa về phía đông, bắt 15 tên, diệt toàn bộ bọn chỉ huy tiểu đoàn 95 biệt động quân. Qua 1 giờ 30 phút chiến đấu, ta hoàn thành việc thu dọn chiến trường, giải quyết chính sách rồi cơ động lực lượng về vị trí tập kết tiếp tục nhận nhiệm vụ mới. Đến 14 giờ, Trung đoàn 28 lệnh cho tiểu đoàn 2 bao vây địch ở điểm cao 867 để Trung đoàn triển khai lực lượng đánh địch. Trước tình hình diễn biến thuận lợi, Trung đoàn nhận định số địch còn lại của tiểu đoàn 95 hoang mang, có khả năng tháo chạy. Vì vậy, Trung đoàn quyết tâm bao vây chặt và tiêu diệt quân địch ở điểm cao 867. Lúc 16 giờ ngày 16 tháng 3, các đơn vị chiến lĩnh trận địa vào 16 giờ 10 phút, hỏa lực của ta bắn vào điểm cao 867. Đến 16 giờ 40 phút, trung đoàn ra lệnh cho đơn vị xung phong. Trước sức tiến công của ta địch hoảng hốt bỏ chạy, tiểu đoàn 2 được lệnh truy kích địch. Khoảng 4 giờ ngày 17, tiểu đoàn 2 phát hiện địch ở điểm cao 920. Lập tức các đơn vị khép chặt vòng vây, bắt được một số tên. Qua khai thác tù binh, đơn vị ngay lập tức tổ chức tiến công tiến tiêu diệt địch rút chạy. Các trận tiến công đến 17 giờ mới kết thúc. Sau 2 ngày tiến công, ta bắt và diệt 421 tên, có 218 tên chết tại trận, bắt 203 tên. Ta thu 230 súng các loại. 3. Trận đánh cung dốc của trung đoàn 24 bộ binh, sư đoàn 10, ngày 2 tháng 4 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của trung đoàn bộ binh 24 sư đoàn 10, được tăng cường 2 khẩu pháo 105 ly, 1 khẩu DKZ 106 ly một đại đội súng máy phòng không 12,7 ly, một đại đội cối 120 ly. Quá trình chiến đấu được trận địa lựu pháo 122 ly của Sư đoàn Tri Viện, đánh vào tiểu đoàn 280 Bảo An phòng giữ tại Con ốc điểm cao 1.227, nay thuộc xã Đắc Cấm, thị xã Con Tum, tỉnh Con Tum, nhằm tiêu diệt địch, phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch ở phía Tây đường 14. Ngày 1 tháng 4 năm 1974, các đơn vị hành quân vào chiếm lĩnh trận địa, Đến 17 giờ, các mũi đột kích chiếm lĩnh xong và bắt đầu đảo công sự chiến đấu. 5 giờ ngày 2 tháng 4, các đơn vị hoàn thành công sự trận địa, sẵn sàng nổ súng tiến công. Đúng 12 giờ 55 phút ngày 2 tháng 4, Trung đoàn trưởng ra lệnh nổ súng. Hỏa lực của ta bắn phá vào trận địa địch, tiêu diệt các mục tiêu được phân công. Lợi dụng kết quả của hỏa lực chuẩn bị từ các hướng, phân đội mở cửa dùng bọc phá, miền định hướng phá các vật cản mở đường cho xung kích đánh chiếm đầu cầu. 14 giờ 50 phút, sau khi kiểm tra nắm chắc tình hình cả hai hướng đã mở thông cửa mở, trung đoàn trưởng ra lệnh xung phong. Từ các hướng, xung kích của ta lần lượt đánh chiếm các mục tiêu, đưa hỏa lực đi cùng vào lần lượt tiêu diệt các mục tiêu bên trong. Trước sức mạnh tiến công của ta, một số địch bị tiêu diệt một số vội vã rút ra ngoài tìm đường về phía nam. Trung đoàn trưởng lệnh tiểu đoàn 5 siết chặt vòng vây, đồng thời lệnh cho đại đội 10 tiểu đoàn 6 cùng đại đội 9 diệt đại đội 2 tiểu đoàn 280 Bảo An ở điểm cao 864. Sau khi chiếm được các lô cốt, các đơn vị súng máy phòng không chiếm lĩnh trận địa, sẵn sàng bắn máy bay địch. Các đơn vị làm chủ trận địa, giải quyết thương binh, tử sĩ thu chiến lợi phẩm đưa về vị trí tập kết. Các đơn vị xung quanh đồn tích cực lùng sục bắt tù binh. Sau một ngày chiến đấu, 116 tên địch bị tiêu diệt, 36 tên bị bắt, ta thu 59 súng các loại và 34 khẩu bị phá hủy chiến thắng con húc để lại nhiều kinh nghiệm quý về tổ chức nắm địch, về rèn luyện trình độ chiến thuật, kỹ thuật của các phân đội và từng người để nâng cao hiệu suất chiến đấu. 4. trận tập kích căn cứ bà thầy của tiểu đoàn đặc công 7 từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4 năm 1974. trận tập kích của tiểu đoàn đặc công 7, trung đoàn 10 quân khu 9 do đồng chí anh thư chỉ huy đánh vào sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 33, tiểu đoàn bộ binh 3 một đại đội của tiểu đoàn bộ binh 4, một tiểu đoàn pháo binh, một đại đội cối hỗn hợp, một đại đội công binh, một đại đội trinh sát, một giang đoàn, 5 đến 6 tàu sắt, đài ra đa, khoảng 1.000 quân, quân đội Sài Gòn đóng giữ ở căn cứ Bà Thầy thuộc xã Khánh An, huyện Mười Tế, tỉnh Cà Mau. Để tiêu diệt địch, đơn vị cơ động lực lượng từ nhiều hướng, tập trung lực lượng ưu thế vào khu tứ giác, áp sát mục tiêu, khắc phục vật cản, tổ chức thành nhiều mũi luồn sâu kém sẵn trong đội hình địch. Bất ngờ đồng loạt nổ súng vào các mục tiêu, thực hiện chia cắt ra từng mảng, tiêu diệt từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Lúc 14 giờ ngày 6 tháng 4, lợi dụng trời mưa to, chỉ huy tiểu đoàn cho bộ đội hành quân tiếp cận địch. 20 giờ, các hướng tới hàng rào ngoài cùng, triển khai hỏa lực, từng mũi khắc phục vật cản, luồn sâu. 23 giờ, phần lớn các mũi của đại đội 2, 3 đã vượt tường vào trong khi vào bên trong xảy ra một tình huống bất ngờ là địch mới tăng cường hàng rào ngăn cách các khu vực, khi trinh sát không có, nhưng bộ đội đã kiên trì khắc phục để áp sát các mục tiêu được phân công. Lúc 0 giờ 45 phút ngày 7 tháng 4, một chiến sĩ của mũi hai đại đội hai sơ ý để lính gác phát hiện nổ súng, do bị lộ bộ đội ta phải nổ súng tiến công và ném lựu đạn vào các công sự kế đó. Trong khi chưa khắc phục hết vật cản quanh sở chỉ huy địch, các mũi phải bật dậy nổ súng. Tiếp theo tiếng súng diệt tên lính gác, các tổ dùng lựu đạn, thủ pháo, bộc phá diệt các lô cốt địch, tổ luồn sâu diệt pháo thủ, phá hủy các khẩu cối 106,7 ly, các mũi 2, 3 diệt địch ở dãy nhà lính, phá hủy 3 khẩu pháo 105 ly. Sau ít phút bị động lúng túng, địch tổ chức ngăn chặn tất cả các hướng, dùng hỏa lực đánh mạnh vào những nơi ta đã chiếm. Trong khi chiến trận diễn ra mau lẻ, phức tạp, chỉ huy các mũi, các hướng vẫn bám sát bộ đội, tìm cách khắc phục vật cản, tiêu diệt các hỏa điểm địch, đánh địch ra phản kích, từng bước thu hẹp trận địa phòng ngự của chúng. Một bộ phận chiếm được bờ mương ở phía nam sở chỉ huy, dùng B-40 bắn phá đài ra đa và hệ thống chiếu sáng, khu thông tin. Đến một giờ, hầu hết các mũi của đại đội 2 đã bắt được liên lạc với nhau nhưng hết lựu đạn, thủ pháo. Trên các hướng thứ yếu 1, 2 và hướng phối hợp, các đại đội 1, 3, 4 đã dũng cảm đánh địch trong các dãy nhà, phá hủy các khẩu cối, pháo, phát triển vào trung tâm. Riêng hai tổ của mũi ba khi nổ súng đã dùng B-40 bắn chìm hai tàu, bắn bị thương một chiếc khác. Ở hướng chủ yếu, 10 phút đầu ta diệt nhiều địch, phá nhiều pháo, cối. Sau đó địch chống trả quyết liệt, liên tục phản kích, quân ta đã đánh bại nhiều mũi. Nhưng do không còn phương tiện phá rào nên ta không dứt điểm được, chỉ huy tiểu đoàn phải cho bộ đội lui ra để bảo toàn lực lượng. Sau 30 phút chiến đấu, tiểu đoàn loại khỏi vòng chiến khoảng 600 tên địch, bắt 14 tên, phá 6 khẩu pháo 155 ly và 105 ly, 2 khẩu cối 106,7 ly, 4 khẩu cối 81 ly, 1 chạm ra đa, bắn chìm 2 tàu, bắn bị thương 1 tàu khác, thu 64 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự. 5. Trận tấn công đắc pép của đoàn 260, ngày 16 tháng 5 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của đoàn 260 gồm Trung đoàn bộ binh 66 sư đoàn 10, trung đoàn bộ binh 3 sư đoàn 324, 7 khẩu pháo của trung đoàn pháo binh 40 và các tiểu đoàn 41. 32 pháo sư đoàn 10, các phân đội phòng không cơ giới 57, 37, 23 ly, các phân đội A72 của các tiểu đoàn phòng không 119, 117, 38, đại đội 364 trung đoàn phòng không 234, đại đội xe tăng 6 tiểu đoàn 4 trung đoàn 273. Tiểu đoàn 2 công binh trung đoàn 7, tiểu đoàn 31 công binh sư đoàn 10, tiểu đoàn 25 công binh mặt trận, tiểu đoàn công binh 23 và đại đội 7 đoàn 471, tiểu đoàn trinh sát 28, cùng các lực lượng bảo đảm và lực lượng vũ trang địa phương, cán bộ dân chính, nhân dân các huyện 30 và 40 phối hợp chiến đấu, đánh vào lực lượng tiểu đoàn 88 liên đoàn 22 biệt động quân và lực lượng quân địa phương, trang bị hai khẩu pháo 105 ly, hai khẩu cối 106,7 ly. 6, 3 khẩu DKR 57 ly, 4 khẩu chống tăng XM202, còn lại là cối 81 ly, 61 ly, phóng lựu, đại liên và tiểu liên, giữ cụm cứ điểm Đắk Pét, một vị trí tiền đồn của địch ở Bắc Con Tum, án ngữ đường vận chuyển Bắc Nam ở Đông Trường Sơn và từ Bắc Tây Nguyên xuống đồng bằng khu 5 của ta, nhằm tiêu diệt địch, hoàn chỉnh vùng giải phóng ở thượng nguồn sông Poco, mở thông hành lang chiến lược Đông Trường Sơn. Từ 24 tháng bứ, các trung đoàn 66, trung đoàn 3 dùng một lực lượng bộ binh, hỏa lực bảo vệ công binh làm đường, đưa pháo vào trận địa, từng bước triển khai lực lượng đánh chiếm bàn đạp tiến công. 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, các đơn vị bộ binh vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công, đảo công sự, sẵn sàng đánh địch. Đúng 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, pháo binh bắn chuẩn bị vào các mục tiêu quy định. Từ 8 giờ 45 phút hỏa lực của các trung đoàn bắn vào các mục tiêu trên cửa mở. Xe tăng từ vị trí tạm dừng tiến vào vị trí xuất phát tiến công. Đến 11 giờ 14 phút, nhờ kết quả pháo hỏa chuẩn bị và các phân đội mở cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ, bộ binh, xe tăng bắt đầu sung phong đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Trên các hướng bộ binh và xe tăng hiệp đồng chặt chẽ lần lượt tiêu diệt các mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ bước một của trận đánh, tiêu diệt địch ở các cứ điểm A, B, N, D. Ngay sau đó, phát huy thắng lợi. Các trung đoàn cùng các lực lượng binh chủng chuyển sang đánh các mục tiêu, các cứ điểm C, K, I, E, H. Đến 12 giờ 16 phút, quân ta làm chủ hoàn toàn các cứ điểm, hoàn thành nhiệm vụ bước 2 của trận đánh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận thấy thời cơ đánh chiếm quận lị đắc phép thuận lợi. Chỉ huy đoàn 260 quyết định dùng loa gọi địch trong quận lị ra hàng và chỉ thị cho các trung đoàn 66, 3 triển khai kế hoạch tiến công địch trong quận lị. 12 giờ 16 phút địch trong quần lị kéo cờ trắng ra hàng. Một số tên ngoan cố chống cự, cố thủ trong hầm ngầm không chịu đầu hàng. Ta phải dùng bộc phá tiêu diệt. Trong quá trình ta tiêu diệt địch ở Đắk Pét, địch ở một số đồn tiền tiêu bị lực lượng vũ trang địa phương bao vây đã hoàng sợ rút chạy. Địch ở tiền đồn số 8 phải xin hàng. Sau khi tiêu diệt địch, các trung đoàn 66 và trung đoàn 3, 3 tổ chức chốt giữa các cứ điểm. Tiến hành truy quét địch trên các khu vực theo kế hoạch lực lượng phòng không sẵn sàng đánh máy bay địch. Trận đánh kết thúc, 115 tên địch bị diệt, 403 tên bị bắt và đầu hàng. Một máy bay bị bắn cháy, hai khẩu pháo 105 ly bị phá hủy. Ta thu 635 súng các loại và nhiều đạn dược, thuốc men, lương thực, quân trang. Giải phóng 3.000 dân trong 8 xã, 10 ấp khỏi ách kìm kẹp lâu một năm của địch. Đường chiến lược Đông Trường Sơn được khai thông để ta đẩy mạnh vận chuyển phục vụ chiến trường. 6. Trận phục kích Dương Trúc của tiểu đội Du Kích Sơn Long ngày 19 tháng 5 năm 1974. Trận phục kích của Du Kích Sơn Long, 9 người, trang bị súng tiểu liên và M79, đánh quân địch lấy nước và quân đến cứu viện ở Dương Trúc thuộc xã Sơn Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nhằm tiêu diệt địch, phá kế hoạch ngăn chặn hành lang của ta trong khu vực của quân đội Sài Gòn. Lúc 9 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5, một tiểu đội, 7 tên từ dương trúc xuống giếng lấy nước. Chúng vừa cầm gầu lên, bất ngờ hai quả mìn cải dưới gầu nổ. Sáu tên địch chết tại chỗ. Địch dùng cối, súng máy từ hòn chiêng bắn vào khu vực bố trí của ta. Sau 30 phút, chúng nhận định rằng ta chỉ gài mìn nên cho một tiểu đội từ dương trúc xuống lấy xác. Khi chúng tập trung quanh giếng khiêng xác, tổ một bất ngờ dùng tiểu liên, liệu đạn đánh, diệt một số. Số còn lại chạy tán loạn làm nổ tiếp ba quả mìn chết thêm một số tên. Số còn lại chạy về chốt. Địch dùng hỏa lực từ hòn chiêng, Dương Trúc bắn vào trận địa, pháo ở Quế Sơn bắn chặn các ngả đường. 14 giờ, địch cho hai trung đội từ hòn chiêng và một tiểu đội từ Dương Trúc xuống lấy xác. Tổ hai bố trí ở Dương Hộ dùng M79 và tiểu liên bắn vào đội hình địch, tổ một dùng tiểu liên và lựu đạn đánh địch ở giếng nước. Bị đánh bất ngờ, địch chạy tán loạn làm nổ tiếp quả mìn còn lại. Địch ở Hòn Chiêng đưa thêm trung đội xuống ứng cứu và dùng pháo, cối bắn vào trận địa của tà. 16 giờ 30 phút, các tổ dùng hỏa lực ngăn chặn kiềm chế địch và lui quân. Đến 17 giờ, 19 tên địch bị tiêu diệt, 8 tên bị thương. Ta kết thúc trận đánh và lui quân an toàn về căn cứ. 7. Trận tiến công Yasup của Trung đoàn Bộ binh 25, ngày 30 tháng 5 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn Bộ binh 25 sư đoàn 320 quân giải phóng Tây Nguyên, được tăng cường tiểu đoàn bộ binh 2 trung đoàn 48 2 khẩu pháo 105 ly, 3 khẩu pháo nòng dài 85 ly, 1 khẩu cối 160 ly, 2 khẩu cối 120 ly, tiểu đoàn 126 pháo phòng 037 và 57 ly, 1 đại đội súng máy phòng 014,5 ly, 1 đại đội DKZ, 1 đại đội công binh, 1 đại đội vận tải và 1 đội phẫu đánh tiểu đoàn 211 bảo an ở cứ điểm Yasub, một vị trí quan trọng án ngữ đường 5A thuộc huyện Nam, nay thuộc xã Yasub, huyện Yasub tỉnh Đắk Lắc. Ngày 28 tháng 5 năm 1974, đơn vị pháo 85 ly và tiểu đoàn 126 phòng không vào chiếm lĩnh trận địa. Tầm 10 giờ ngày 29 tháng 5, các đơn vị bộ binh, pháo, cuối từ vị trí tập kết vào chiếm lĩnh trận địa, làm công sự, các phân đội mở cửa bắt đầu bí mật khắc phục vật cản. Đúng 5 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, pháo binh bắn chuẩn bị vào cứ điểm Iasup, phân đội mở cửa phá nốt những hàng rào cuối cùng sau 2 giờ pháo cối bắn phá vào cứ điểm, bộ binh bắt đầu xung phong đánh chiếm các mục tiêu. Sau 8 phút chiến đấu, các hướng đột phá đã chiếm được đầu cầu. Nhưng tiểu đội thọc sâu của tiểu đoàn 3 bị địch bắn chặn ngay khi đang vận động qua cửa mở, một số hy sinh. Đại đội trưởng nhanh chóng sử dụng một tổ của trung đội khác đánh vào sở chỉ huy tiểu đoàn địch, sử dụng một tổ diệt hòa điểm địch ở hướng Bắc rồi phát triển vào sâu. Trong khi tiểu đoàn 3 gặp khó khăn, thì tiểu đoàn 5 phát triển thuận lợi phân đội thọc sâu được khẩu M-79 ở hướng Đông Bắc Chi Viện, đánh thẳng vào chỉ huy tiểu đoàn địch, tạo điều kiện cho các mũi phát triển nhanh. Đến 7 giờ 46 phút, cả hai hướng tiến công đã hợp điểm tại vị trí chỉ huy tiểu đoàn địch. Một số địch chạy về hướng Tây Nam cứ điểm. Trung đoàn trưởng hạ lệnh cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 25 truy kích. Trên các hướng tiến công, địch chỉ còn phản ứng lẻ tẻ, ta phát triển chiến đấu thuận lợi, làm chủ hoàn toàn cứ điểm. Các phân đội truy kích đón lõng đã vây chặt, bắt sống 12 tên địch. Hơn 2 giờ chiến đấu, 65 tên địch bị diệt, 60 tên bị bắt, ta thu 68 khẩu súng các loại. Với chiến thắng Ia Súp, ta đã tiêu diệt tiểu đoàn 211, giải phóng nhân dân bốn buôn khỏi ách kìm kẹp của địch, giải phóng hoàn toàn huyện Năm Đắk Lắc, góp phần bảo vệ vững chắc hành lang chiến lược của ta ở phía Tây. 8. Trận đánh Hà Nha, Bằng Tân, của Đại đội 3, ngày 30 tháng 5 năm 1974 trận phục kích của đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 36, 62 người, trang bị 5 khẩu B40 và súng trung liên, tiểu liên, được tăng cường 2 đại liên, 2 B41, 1 DCRE 75 ly, đánh vào đoàn xe 24 chiếc ở khu vực Hà Nha Bằng Tân, Quảng Nam, nhằm cắt giao thông tiếp tế của địch trên đường núi Lở Thượng Đức, Quảng Nam. Khoảng 1 giờ ngày 30 tháng 5 năm 1974, đơn vị vào triển khai trận địa sẵn sàng đánh địch. Đến 13 giờ đoàn xe của địch tới đầu trận địa, 24 chiếc, có hai xe tăng đi đầu, tiếp sau. Các xe vận tải GMC và một số xe thiết giáp, các xe cách nhau 40 đến 50 mét. 13 giờ 15 phút, đoàn xe lọt hẳn vào trận địa, bộ phận chặn đầu nổ súng, hai xe trúng đạn bốc cháy, bộ phận khóa đuôi nổ súng và những chiếc xe đi sau. Bộ phận đánh chính diện chia thành nhiều mũi đánh thẳng vào đoàn xe địch, cả đơn vị xông ra mặt đường dùng tiểu liên quét dưới gầm xe, tiêu diệt quân địch ẩn nấp phá các xe bị đánh bất ngờ đội hình địch rối loạn chống đỡ lúng túng sau 30 phút chiến đấu 24 xe bị bắn cháy bắn hỏng có 6 xe tăng 2 xe rép 16 xe vận tải diệt hơn 100 tên 9 trận tránh thiện của tiểu đoàn 50 ngày 23 tháng 6 năm 1974 trận vận động phục kích của tiểu đoàn 50 tỉnh Bình Định 85 người trang bị một khẩu DKR 75ly 2 khẩu cối 82 ly, 6 khẩu cối 60 ly, 5 khẩu B41, 9 khẩu B40. Còn lại là tiểu liên vào quân Sài Gòn hành quân trên đường từ Trà Quang đi Mỹ Tránh, đoạn trung thứ tránh thiện nhằm tiêu diệt địch, giữ vững vùng giải phóng. Lúc 9 giờ ngày 23 tháng 6 năm 1974, hai chi đoàn xe bọc thép M113, hai đại đội của tiểu đoàn 35 biệt động quân và hai đại đội của tiểu đoàn một trung đoàn biệt động quân 47 phản kích ra Mỹ Tránh. 12 giờ địch đến tránh thiện. 12 giờ 40 phút đoàn xe bọc thép lọt vào trận địa của ta. Khi đoàn xe còn cách bộ phận chặn đầu khoảng 15 mét, bộ đội nổ súng diệt ba chiếc. Tiếp đó, các bộ phận nổ súng diệt các xe thiết giáp, bộ binh địch. Bị đánh bất ngờ, đoàn xe có cụm lại tại tránh thiện chống trả. Ta dùng cối 82mm, DKZ, B40, B41 bắn vào đội hình địch. Quân địch bỏ xe tăng chạy vào điểm cao 102, ta truy kích diệt thêm một số. Đến 13 giờ 30 phút, địch điều một số xe tăng từ Mỹ hội năm ra ứng cứu. Tiểu đoàn 50 được lệnh tổ chức lại đội hình, bổ sung đạn dược, đánh tiếp đoàn xe thứ hai. Khi đoàn xe đến bộ phận trận đấu, đại đội 3 mất liên lạc, tổ trận đầu rời vị trí về sau. Đoàn xe rẽ sang chân điểm cao 132. Tiểu đoàn một cử một tổ vòng phía nam đón trước làm nhiệm vụ chặn đầu, chờ xe tăng tới gần, bắn cháy hai chiếc đại đội hai suất kích bắn cháy một chiếc, đánh hỏng hai chiếc, địch cụm lại dùng hòa lực ngăn chặn, đến tối chúng lui về trả quang. Trận đánh kết thúc, ta diệt gọn một chi đoàn và đánh thiệt hại nặng chi đoàn thứ hai, loại khỏi vòng chiến 17 chiếc, diệt một đại đội biệt động quân. 10. Trận bằng lăng của Trung đoàn Bộ Binh 1, ngày 12 đến ngày 13 tháng 7 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn một quân khu 8 có các tiểu đoàn 1, 2, 3 và 3 đại đội hỏa lực 12,7 ly, cối 82 ly, DKZ 75 ly, cùng các phân đội phục vụ chiến đấu đánh vào ban chỉ huy và các đại đội 3, 4 của tiểu đoàn bảo an 450, trang bị 2 khẩu cối 81 ly, 5 khẩu đại liên, 7 khẩu M79, còn lại là tiểu liên M16, nhằm tiêu diệt địch, hỗ trợ cho phong trào quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kìm giành quyền làm chủ, xây dựng, củng cố lực lượng cách mạng để tiêu diệt địch, trung đoàn dự định dùng hỏa lực bắn chuẩn bị, lợi dụng kết quả chế áp, dùng mìn định hướng phá rào mở cửa, thực hành xung phong đánh chiếm các mục tiêu vòng ngoài, tạo bàn đạp đánh thẳng vào các mục tiêu chủ yếu. Lúc 19 giờ ngày 12 tháng 7, các đơn vị bắt đầu hành quân chiếm lĩnh trận địa. Khoảng 3 giờ ngày 13, địch ở đồn B phát hiện có tiếng động cho nổ hai quả mìn Claymore. Mặc dù chưa có lệnh của trung đoàn nhưng thấy mìn nổ liên tiếp nên đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn một đã cho nổ mìn định hướng phá rào mở cửa đánh vào đồn E. Tiểu đoàn 3 trên hướng chủ yếu bị động, phải cho các đại đội 9 và 10 nổ súng tiến công ngay từ đầu địch đã dùng hỏa lực chặn phá quyết liệt, cả hai hướng của tiểu đoàn 3 đã bị chặn lại trước cửa mở. Sau khi lui ra củng cố đội hình, 3 giờ 45 phút, đại đội 9 trên hướng chủ yếu của trung đoàn được hỏa lực chi viện đột phá vào đồn A lần thứ hai nhưng cũng như lần một, địch dùng hỏa lực ngăn chặn, thêm một số cán bộ, chiến sĩ thương vong. Hướng đại đội 10, đến 4 giờ 20 phút, sau 3 lần đột phá không thành, phải lui về tuyến công sự phía sau củng cố chuẩn bị cho các đợt xung phong tiếp. Tiểu đoàn một tiến công trên hướng thứ yếu của trung đoàn, mất chủ động, mất yếu tố bất ngờ, nên tổ chức xung phong nhưng cả mũi chủ yếu và thứ yếu đều bị địch chặn lại. Các đại đội dùng B-40, B41 chế áp địch ở các đồn D và E. Đến 4 giờ 45 phút, đại đội hai xung phong nhưng bị địch chặn đánh, thương vong một số, máy thông tin hỏng không liên lạc được với tiểu đoàn, đại đội không nắm được tình hình nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu đến sáng. Đến 5 giờ, một bộ phận của đại đội một chiếm được đồn D nhưng không có lực lượng tiếp ứng, địch tập trung phản kích, lực lượng thương vong nhiều nên tự động lui ra. Địch khôi phục trận địa dùng hỏa lực và lựu đạn đánh chặn cửa mở cản phá các đợt xung phong tiếp theo của ta. Tiểu đoàn một quyết định sử dụng lực lượng dự bị tăng cường cho đại đội một đánh chiếm đồn đê. Nhưng trời đã sáng, mọi hành động của ta đều bị địch phát hiện, các đợt xung phong của đại đội đều không hiệu quả. Lúc 5 giờ 30 phút, trung đoàn lệnh các tiểu đoàn 1 ba trụ lại tại chỗ, củng cố công sự, điều chỉnh thế trận, giữ vững trận địa đã chiếm được, chờ lệnh mới. Đến 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, trung đoàn trưởng Nguyễn Công quyết định chuyển sang vây lấn, tập trung hỏa lực triệt phá công sự trận địa địch, bắn trả tiêu hao lực lượng, gây cho địch căng thẳng, hoang mang. Hiệp đồng chặt chẽ, liên tục tiến công, đánh lấn từng bước chiếm các đồn vòng ngoài, tạo bàn đạp đánh vào sở chỉ huy và dứt điểm trong ngày 13 tháng 7. Thực hiện kế hoạch chiến đấu, toàn trung đoàn chuyển sang vây lấn, củng cố công sự, bổ sung đạn dược, tổ chức lại đội hình và hiệp đồng cụ thể đến từng phân đội từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút, các trận địa DKRF 12,7 ly của ta trên các hướng thái phiên nhau liên tiếp bắn phá, chế áp hỏa lực địch, phá hủy các mục tiêu trong cứ điểm. Nhiều công sự, lô cốt, bờ tường bao quanh các đồn A, B, D bị hỏa lực ta bắn sập và phá vỡ từng màng. Để giải tỏa áp lực của ta, địch dùng phi pháo đánh phá xung quanh trận địa, súng máy phòng không 12,7 ly cùng với súng bộ binh tích cực bắn máy bay địch các khẩu đội cuối làm nhiệm vụ kiềm chế pháo địch ở giáo đức ngã sáu phá một khẩu pháo 105 ly từng bước làm tê liệt trận địa pháo của địch đến 15 giờ 30 phút ngày 13 nhiều lô cốt công sự nhà cửa trong cứ điểm bị phá nhiều quân địch bị thương vong quân ứng viện không có địch càng lúc càng hoang mang dao động chớp thời cơ trung đoàn trưởng lệnh cho các hướng chuyển từ vây lấn sang tiến công tiêu diệt gọn quân địch làm chủ trận địa được hỏa lực chi viện từ các hướng quân ta thực hành xung phong, lần lượt chiếm các mục tiêu trong cứ điểm. Đến 18 giờ 10 phút, trận đánh kết thúc, 115 tên địch bị loại khỏi vòng chiến, 6 tên bị bắt, một khẩu pháo 105mm bị phá hủy. Ta thu 52 súng các loại và trên một tấn đạn cùng nhiều đồ dùng quân sự. 11. Trận đánh suối Chầu của đại đội 3, tiểu đoàn 96, ngày 19 tháng 7 năm 1974 trận tập kích của đại đội 3 tiểu đoàn 96 Phú Yên, 50 người, trang bị một khẩu cối 60 ly, hai khẩu B41, 7 khẩu B40, còn lại là tiểu liên và trung liên, được tăng cường hai khẩu cối 82 ly, hai khẩu D 75 ly, hai khẩu B41, một khẩu trọng liên, một khẩu đại liên và 10 chiến sĩ bộ binh làm lực lượng dự bị và một trung đội bộ binh, sở chỉ huy tiểu đoàn, ban chỉ huy đại đội, một trung đội pháo binh hai khẩu 105 ly, một trung đội thông tin chốt ở suối trầu thuộc xã Đồng Phước, cách quận lị chi khu là Hai 10 km, nhằm tiêu diệt địch, phá chốt bảo vệ chi khu quận lị La Hai. Đúng 1 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7 năm 1974, các loại hỏa lực của ta đồng loạt bắn vào các mục tiêu quy định. Chỉ sau ít phút các mục tiêu ngoại vi và một số mục tiêu quan trọng trong trung tâm đã bị tiêu diệt, đồng thời trên hướng chủ yếu nổ mìn mở cửa, hỏa lực ngừng bắn xung kích nhanh chóng xung phong đánh chiếm đầu cầu. Địch ở lô cốt một bắn ra làm một chiến sĩ hy sinh. Ta dùng B40 diệt hòa điểm địch và tiếp tục xung phong chiếm hai nhà lính. Cùng lúc tổ thọc sâu đánh thẳng vào trung tâm chiếm nhà số 10, lô cốt 11. Dùng bộc phá diệt địch ở hầm ngầm và đánh chiếm các chiến hào. Địch dùng đại liên bắn ra, nhưng bị hỏa lực B41. B40 của ta tiêu diệt. Bộ binh kết hợp với tổ thọc sâu vòng hai bên nhanh chóng chiếm các nhà còn lại và tạo trừ địch ở hướng thứ yếu, mặc dù địch dùng hỏa lực ngăn chặn, nhưng được hỏa lực chi viện, tổ mở cửa dùng bộc phá liên tục phá rào, mở cửa đánh chiếm đầu cầu, phá hai lô cốt, một nhà do cánh trái mất liên lạc nên tổ đánh chiếm đầu cầu tiếp tục phát triển diệt địch ở lô cốt số 3, nhà gác, bắt liên lạc được với hướng chủ yếu. Sau 15 phút chiến đấu, ta diệt gọn toàn bộ quân địch, 54 tên, phá hai khẩu pháo 105 ly, 4 xe quân sự, 10 nhà ở của lính. 12. Trận đánh Dương Côi, sông Sử của Sư đoàn Bộ binh 2 từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 năm 1974. Trận vận động tiến công của Sư đoàn Bộ binh 2 quân khu 5, thiếu một trung đoàn, đánh vào trung đoàn hai Sư đoàn Bộ binh 3 quân đội Sài Gòn ở Dương Côi, sông Sử trong chiến dịch Nông Sơn Trung Phước nhằm tiêu diệt địch ra ứng cứu, phối hợp với hướng Thượng Đức. Sau khi ta tiêu diệt địch trong và ngoài căn cứ Nông Sơn, giải phóng khu vực Trung Phước, Chiều 18 tháng 7, Trung đoàn 2 Sư đoàn Bộ binh 3 Quân đội Sài Gòn vào chiếm An Hòa Đức dục chuẩn bị giải tỏa. Từ 21 đến 23 tháng 7, Trung đoàn 2 địch sử dụng tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 vào thay tiểu đoàn 1 tiếp tục giải tỏa khu vực Dương Côi, Sông Sử. Để hoàn thành nhiệm vụ, Sư đoàn 2 sử dụng Trung đoàn Bộ binh 1, thiếu tiểu đoàn 2, được tăng cường 2 khẩu cuối 120 ly, 1 khẩu DKZ 75mm, 1 đại đội súng máy phòng không 12,7 ly, 5 khẩu của sư đoàn, được một khẩu pháo 105mm, hai khẩu pháo 85 ly chi viện trực tiếp, có nhiệm vụ tiêu diệt tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 ngụy ở khu vực Dương Côi, Văn Chỉ, điểm cao 136, Kỳ Vĩ, điểm cao 77. Tiểu đoàn bộ binh 2 sau khi đánh thu hút địch vào khu chiến lui về phối hợp với trung đoàn 31. Thiếu, diệt tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 ngụy ở điểm cao 284, Khương Quế. Mục tiêu và hướng tiến công chủ yếu là Đông Bắc Dương Côi, Mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy tiểu đoàn 3 ở bãi bằng Dương Côi, hướng quan trọng là phía Đông Kỳ Vĩ, hướng bao vây là phía Bắc Dương Côi, phía Bắc Văn Chỉ. Từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 23 tháng 7, các đơn vị vào chiếm lĩnh trận địa. 5 giờ 5 phút ngày 24 tháng 7, hỏa lực các cấp chế áp các mục tiêu theo kế hoạch. 5 giờ 40 phút, khi hỏa lực cấp trên ngừng bắn, được hỏa lực đi cùng trực tiếp chi viện. Các đơn vị bộ binh xung phong đánh chiếm các mục tiêu 6 giờ 15 phút quân ta làm chủ văn chỉ, chặn đánh địch tháo chạy về Dương Côi. 7 giờ, tiểu đoàn 1 làm chủ Dương Côi, tiếp tục phát triển chiến đấu. Đến 8 giờ 45 phút diệt và làm chủ vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 ngụy ở Dương Côi, thu một số vũ khí, trang bị. Ở hướng tiểu đoàn 3, do thực hiện không đúng ý định của trung đoàn nên để địch co cụm, dùng hỏa lực đánh trả ác liệt, ta thương vong một số, sau đó phải điều mươi 82mm lên diệt hỏa điểm địch. Ta mới phát triển lên được trận đánh kéo dài đến 11 giờ ta chiếm được toàn bộ Dương côi bộ đội tiếp tục vận động phối hợp với đại đội 10 đại đội 11 diệt gọn quân địch ở mỏm hai kỳ vĩ để chặn không cho địch chạy xuống đến 15 giờ 40 phút ta đã hoàn toàn làm chủ khu chiến của trung đoàn 2 địch trên hướng trung đoàn 31 lúc 5 giờ 20 phút ngày 24 tháng 7 hỏa lực cối 82 120mm tập trung bắn vào sông Sử Đến 6 giờ 40 phút các đơn vị bộ binh xung phong tiêu diệt các mục tiêu, trận đánh kéo dài đến 17 giờ vẫn chưa chiếm được điểm cao 238. 17 giờ 30 phút, sư đoàn được tin tiểu đoàn 2 địch bị thiệt hại nặng, chúng yêu cầu cho tiểu đoàn 37 biệt động quân vào thay thế. Sư đoàn lệnh cho trung đoàn nhanh chóng chiếm điểm cao 238 và vây chặt, không cho tiểu đoàn 2 địch rút chạy. Do địa hình phức tạp, đến 3 giờ ngày 25 tháng 7, đại đội 9 mới chiếm được điểm cao 238. Mặt khác do ta không chiếm được điểm cao 238 nên bộ phận còn lại của tiểu đoàn hai địch chạy theo hướng bắc điểm cao 238 ra thạch bàn 1 và 2. Ở đây chúng bị đại đội hai tiểu đoàn 7 đánh thiệt hại một số. Qua 2 ngày chiến đấu, sư đoàn diệt 647, bắt 73 tên địch, đánh thiệt hại nặng trung đoàn hai quân ngụy, thu hơn 100 súng các loại và một số quân trang, quân dụng, phá 16 xe, 10 pháo các loại, bắn rơi 3 máy bay, đốt cháy một kho đạn. 13 trận đánh Ba Khe của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn Bộ Binh 3, ngày 29 tháng 7 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Tiểu đoàn 8 Trung đoàn Bộ Binh 3 Sư đoàn 324 được tăng cường một trung đội DKR 75 ly, 2 khẩu, một trung đội 12,7 mm, một tiểu đội công binh được cối 120 mm của Trung đoàn Chi viện và một trung đội biệt động quân, khoảng 35 đến 40 tên, được trang bị một khẩu cối 81 ly hai khẩu cối 60 ly, còn lại là M79 và AR-15, đại liên và súng chống tăng M72 nhằm tiêu diệt địch, chốt giữ ba khe, không cho địch thông đường chi viện cho Thượng Đức. Từ 18 giờ ngày 28 tháng 7, các đơn vị từ vị trí tập kết đến vị trí tạm dừng. 22 giờ, các đơn vị chiếm lĩnh các vị trí theo kế hoạch, bí mật làm công sự ẩn nấp, công sự chốt và công sự cho các loại hòa lực. Đúng 5 giờ 15 phút ngày 29 tháng 7, quân ta tiến công địch ở căn cứ Thượng Đức. Cùng lúc đó Dekaret, 12,7 ly đồng loạt bắn sập hai nhà bạt, các lô cốt lớn của địch, sau đó bắn phá lô cốt đầu cầu chi viện cho mở cửa. Bị đánh bất ngờ, địch chạy tán loạn. Cối 82mm và cối 120 ly kiềm chế pháo địch ở Hà Sông. Sau 15 phút, cửa mở xong trung đội hai đại đội 6 nhanh chóng vượt qua cửa mở thành ba mũi thọc thẳng vào vị trí chỉ huy, tiến sau trung đội hai là lực lượng trung đội 1. Sau 15 phút chiến đấu, ta làm chủ hoàn toàn căn cứ Ba Khe, diệt bảy, bắt năm tên. Số còn lại vội vàng chạy về Hà Sông bị đại đội năm đón lóng diệt và bắt gọn toàn bộ. 5 giờ 55 phút quân ta làm chủ trận địa. Theo kế hoạch, trung đội 3 chuyển gỗ, bao cát lên cải tạo, xây dựng trận địa làm nhiệm vụ giữ chốt. Cùng đêm 28 tháng 7, đại đội 5 chiếm lĩnh trận địa, bố trí công sự kiên cố, mìn chống bộ binh và chống tăng ngăn chặn địch tiến công. 13 giờ ngày 29 tháng 7, địch Hà sống phát hiện ta ở làng hoang liền cho lực lượng tiến công nhưng bị ta đánh thiệt hại, buộc chúng quay trở lại. Sau một ngày chiến đấu, 15 tên bị diệt, bị bắt 18 tên, ta thu toàn bộ vũ khí và trang bị của trung đội địch. 14. Trận tập kích Gò Đình, Phú Hương của Đại đội Bộ binh 10, ngày 4 tháng 8 năm 1974. Trận tập kích của Đại đội Bộ binh 10 tiểu đoàn 9 trung đoàn 3 sư đoàn 324 được tăng cường hai khẩu DKZ 75mm của đại đội 15 và một số hỏa lực B-40, B-41, thủ pháo vào trận địa pháo binh, 4 khẩu, và một chi đội xe tăng, xe thiết giáp, hai xe tăng, ba xe M113 ở Gò Đình, Phú Hương, trong chiến dịch Nông Sơn Thượng Đức 1974, nhằm giành lại khu vực trận địa bị địch lấn chiếm. Từ 22 giờ ngày 3 tháng 8 năm 1974, các hướng các mũi bắt đầu tiếp cận trận địa địch. Đúng 1 giờ ngày 4 tháng 8, hai khẩu DKZ 75 ly bắn vào hai nhà bạt làm hiệu lệnh tiến công. Được lệnh, các mũi các hướng đồng loạt nổ súng. Hướng thứ yếu, ngay loạt đạn đầu trung đội hai diệt một xe M113. Chiếc xe tăng địch quay nòng bắn về hướng mũi 1, chớp thời cơ, mũi 2 dùng B41 diệt xe tăng và phát triển sang trận địa pháo. Hướng chủ yếu, ta phát hiện một xe M113 nằm ở phía ngoài. Lập tức B40 nổ súng, xe địch bốc cháy. Hai chiếc xe tăng và xe bọc thép ở tuyến hai quay nòng về hướng ta bắn mạnh. Lập tức mũi 1 và mũi 3 vòng ra phía sau, cả hai mũi diệt ngay hai xe. Tiếp đó, đại đội sử dụng trung đội Một phát triển về 5 đường 14 diệt trận địa pháo địch, đồng thời sử dụng trung đội 3 đánh lên gò đỉnh. Đến 1 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7, trận đánh kết thúc. 50 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, 5 xe tăng xe bọc thép và bốn khẩu pháo bị phá hủy. 15. Trận tiến công Tân Lợi của tiểu đoàn 5, ngày 10 tháng 8 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự giá chiến của tiểu đoàn 5 trung đoàn 165 sư đoàn 7 được tăng cường hai phân đội đặc công của tiểu đoàn 28, 30 cán bộ chiến sĩ, một khẩu DKR 75 ly, một khẩu cối 82 ly, ba khẩu 12,8 mm và được hỏa lực của hai khẩu cối 120 ly và 3 khẩu 12,8 ly của sư đoàn Chi Viên, đánh vào đại đội một tiểu đoàn 345 Bảo An, khoảng 70 quân, giữ đồn Tân Lợi thuộc địa bàn xã Tân Lợi, huyện Tân Nguyên, tỉnh Biên Hòa, nay là tỉnh Đồng Nai. Đúng 5 giờ 45 phút ngày 10 tháng 8, mìn DH10 điểm hòa, các loại cối 82, 60 ly, DKZ, B40, B41 trên các hướng tập trung hỏa lực vào các mục tiêu quy định. 6 giờ 10 phút, các cửa mở đã thông cối 120mm của trung đoàn bắn chế áp vào các mục tiêu trong đồn, địch trong đồn chống cự yếu ớt. Nhưng các trận địa pháo ở Nam sông Đồng Nai và trực thăng bắn mạnh vào hướng Đông và hướng Đông Nam. Địch trong đồn rất hoang mang, đối phó lúng túng, yêu cầu hỏa lực chi viện và quân ứng cứu. Chấp thời cơ, các mũi nhanh chóng vượt qua cửa mở, đánh chiến đầu cầu, phát triển tiêu diệt các mục tiêu trên tường ủi. Đại đội 6 phát triển chiến đấu thuận lợi, đại đội trưởng đưa ngay Descartes B-41, đại liên chiến địa hình có lợi, diệt các lô cốt ở Tây Nam và kiềm chế hòa lực chính diện, tạo điều kiện cho xung kích xung phong. Tiếp sức cho xung kích 1, đại đội 6 đưa xung kích 2 vào chiến đấu, phát triển đánh chiếm các hầm dọc tường ủi phía Bắc, chiếm lô cốt, đài quan sát, địch tạt về hướng Bắc chống cự, một số bỏ chạy. Hướng đại đội 8 do bị trực thăng địch đánh phá mạnh, đến 7 giờ 10 phút, xung kích mới vượt qua được cửa mở đánh chiếm đầu cầu rồi chia làm hai mũi tiến công. Mũi bên trái đánh thẳng vào hầm chỉ huy, khu thông tin, bắt liên lạc với đại đội 6. Mũi bên phải phát triển bên phía bắc, diệt địch, bắt liên lạc với đại đội 6. Hỏa lực 12,8 ly hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, bắn cháy một máy bay trực thăng. Bảo vệ đội hình bộ binh chiến đấu. Đến 7 giờ 40 phút, trận đánh kết thúc. Tiểu đoàn tổ chức một trung đội trụ lại giữ đồn, lực lượng còn lại lùi ra bố trí đánh địch phản kích ta diệt 30 tên tại chỗ, bắn rơi hai chiếc trực thăng, một chiếc S6, thu 20 súng các loại, phá hủy một kho đạn. 16. Trận tập kích Khương Nhơn của đại đội 6, ngày 12 tháng 8 năm 1974. Trận tập kích của đại đội bộ binh 6 tiểu đoàn 11 trung đoàn 36, quân số 26 người, trang bị hai khẩu B40, một B41, một thượng liên, một cối 60 ly vào hai trung đội nghĩa quân, hai trung đội biệt kích, được trang bị một khẩu cối 60 ly, một khẩu thượng liên còn lại là tiểu liên giữ ấp Khương Nơn, xã Kỳ Khương huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhằm tiêu diệt địch, phá thế kìm kẹp của chúng, tạo điều kiện cho các đội công tác của ta hoạt động xây dựng cơ sở. Từ 17 giờ ngày 11 tháng 8 năm 1974, đơn vị hành quân và chiếm lĩnh trận địa. Lúc 20 giờ, đại đội được tin có hai đại đội và ban chỉ huy tiểu đoàn bảo an từ kỳ xanh ra kỳ thượng vào ngủ trong ấp dưới và một bộ phận ở ấp trên. Trước tình hình đó, chỉ huy đại đội nhận định, địch tăng lực lượng nhưng vừa đến còn mệt mỏi, tổ chức chưa chặt chẽ, hơn nữa chỉ chú chân một đêm lên sẽ chủ quan và hạ quyết tâm động viên bộ đội kiên quyết đánh địch. 1 giờ 25 phút ngày 12 tháng 8, đơn vị nổ súng tiến công. Các loại hỏa lực bắn chi viện cho bộ binh đồng loạt đánh chiếm các mục tiêu. Ở ấp dưới, mũi chủ yếu chia thành 3 tổ tiến công. Một số tổ nhanh chóng thọc sâu vào giữa ấp chia cắt đội hình địch. Mặc dù chúng chống trả quyết liệt, nhưng được hỏa lực chi viện, bộ binh xung phong đánh chiếm từng nhà, nhanh chóng tiêu diệt từng cụm địch, bị đánh bất ngờ, địch hoảng loạn chống đỡ lúng túng. Sau 15 phút chống cự, một số địch ở ấp dưới chạy lên hướng bắc bị tổ đón lóng của ta diệt một số tên buộc phải quay về ấp dưới ẩn nấp. Sau 30 phút chiến đấu, ta làm chủ ấp, nhưng trời tối ta không phát hiện được địch ẩn nấp nên không tạo trừ nốt. 2 giờ, ta giải quyết thương binh, thu chiến lợi phẩm và lui quân. Địch thú nhận bị diệt 26, bị thương 23, mất một số quân trang, quân dụng. Trận đánh làm quân địch trong ấp dao động, không lùng sục nhiều như trước, tạo điều kiện cho các tổ công tác của ta hoạt động thuận lợi hơn. 17. Trận Hà Nha của Trung đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 324, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 được tăng cường đại đội liệu pháo 122 ly, hai khẩu 85 ly của sư đoàn 304 và tiểu đoàn 3 trung đoàn 56 quân đội Sài Gòn phòng giữ ở khu vực Hà Nha trong chiến dịch giải phóng nông Sơn, Thượng Đức nhằm tiêu diệt địch, làm chủ trận địa giữ vững trách địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ, trung đoàn hạ quyết tâm tập trung lực lượng tiêu diệt địch, tạo thế ở gò tròn, gò ôm, sau đó tiêu diệt tiểu đoàn 3 trung đoàn 56 và đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 1 trung đoàn 56, bao vây cứ điểm ở Hà Sống trong đó mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy tiểu đoàn, trận địa pháo và hai đại đội bộ binh ở Hà Nhà. Lúc 5 giờ ngày 14 tháng 8, đại đội 9 tiểu đoàn 9 được hỏa lực DKZ và 12,7 ly chi viện tiêu diệt địch ở cứ điểm Gò Tròn, tiếp đó đánh chiếm cứ điểm Gò Ôm, sau đó tổ chức lực lượng phòng ngự giữ Gò Ôm. Từ 10 giờ đến 18 giờ, địch nhiều lần cho lực lượng phản kích định chiếm lại Gò Ôm, nhưng đều bị đại đội 9 được cấp trên chi viện hỏa lực đánh bật về Hà Nhà cùng ngày, trung đội một đại đội 3 được tăng cường hỏa lực B41, cối 60 ly vượt sông Vu Gia, đón lõng địch ở Nam sông. Đêm 14 tháng 8, các mũi hướng hành quân chiếm lĩnh trận địa cách địch từ 200 đến 250 m. Tới 5 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8, lựu pháo của sư đoàn bắn dồn dập vào Hà Nha 1, Hà Nha 2, cối 120 ly bắn vào Tây Bắc Hà Nha. Trên hướng chủ yếu, cối 82 ly của các tiểu đoàn 7 và 9 bắn vào bản Tân 1. DKZ, 12,7 ly bắn vào các ụ súng ở dìa làng. Lợi dụng hỏa lực chuẩn bị, bộ đội từ công sự tiếp cận cách địch 80 đến 100 mét. Đại đội 10 nhanh chóng đánh chiếm bản tân 1, khóa chặt phía sau đội hình địch và sẵn sàng đánh địch ra ứng cứu. Khi pháo binh chuyển bắn vào bản tân 2 và khống chế địch ở hạt sống, điểm cao 52, tiểu đoàn 7 nhanh chóng đánh chiếm Hà Nha 1, đại đội 11 tiểu đoàn 9 đánh chiếm Hà Nha 2. Địch lợi dụng công sự, tường nhà, gốc cây chống cự quyết liệt và yêu cầu pháo binh từ núi đất, ái nghĩa, bản tân, gò đình chi viện. Nhưng hầu hết các trận địa pháo đã bị các đội du kích và các phân đội pháo chuyên trách của ta chế áp. Trước sức mạnh tiến công của ta, địch không chống cự nổi. Một số bị diệt, đại bộ phận tháo chạy ra bãi cát bờ sông. Tại đây chúng bị đại đội 3 và trung đội một phục sẵn tiêu diệt một số. Số còn lại bị bắt, một số bỏ vũ khí chạy vào rừng thoát thân. Tiểu đoàn 9 được lệnh truy kích địch đến Phú Hương, cầu chìm diệt một số. Đến 19 giờ, tiểu đoàn được lệnh lui quân về vị trí mới, chuyển giao căn cứ Bản Tân Y lại cho tiểu đoàn 7 chiếm giữ. Đêm 15 tháng 8, các tiểu đoàn 7 và 8 được lệnh bao vây, tiến công địch ở Hà Sống, điểm cao 52. Đến 5 giờ ngày 16 tháng 8, được cối 120 ly của trung đoàn và hai khẩu pháo 85 ly của sư đoàn chi viện, trên hướng chủ yếu đại đội 7 mở cửa xong trong 10 phút, hướng thứ yếu đại đội 3 mở cửa trong 3 phút. Nhận thấy địch có dấu hiệu bỏ chạy về phía bắc, trung đoàn ra lệnh các đơn vị nhanh chóng xung phong. Từ hai hướng các đại đội 7 và 3 sông lên lần lượt diệt các mục tiêu. Địch hoảng loạn đạp rào chạy về hướng tây bắc, nhưng bị khẩu đội 12,7 ly của tiểu đoàn 8 Hà Nòng diệt một số. Bọn còn lại lần vào các dụng lúa bị lực lượng đón lóng của đại đội 6 tiêu diệt, gọi hàng và vây bắt gần hết. Tối 14 giờ, trận đánh kết thúc. Sau 3 ngày liên tục tiến công, 70 tên địch bị diệt, 250 quân bị bắt, 4 khẩu pháo 105mm bị phá hủy. Ta thu toàn bộ vũ khí, đạn dược trong các căn cứ của địch. 18. Trận mỏ tàu của Trung đoàn Bộ Binh 1 từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 9 năm 1975. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn Bộ Binh 1 Sư đoàn 324 được tăng cường Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 6. Thừa Thiên vào tiểu đoàn 2 trung đoàn 51 mới vào thay phiên cho tiểu đoàn 2 trung đoàn 3, giữ khu vực mỏ tàu, được không quân và pháo binh chi viện nhằm tiêu diệt địch giữ khu vực mỏ tàu. Các điểm cao 201, 136, 139 thuộc xã Phú Sơn, huyện Hương Phú, tỉnh Thừa Thiên. Từ 21 giờ ngày 26 tháng 9, các đơn vị vào chiến tuyến xuất phát tiến công. Đúng 5 giờ 10 phút ngày 27 tháng 9, các hướng, các mũi đồng loạt nổ mình bộc phá phá rào mở cửa, sau đó lui về vị trí an toàn để hỏa lực trung đoàn bắn vào B1. Cùng lúc đó hỏa lực của các đơn vị bộ binh tham gia bắn chế áp vào các hướng, các mục tiêu được phân công. Sau ít phút bị bất ngờ, địch phát hiện được các hướng tiến công của ta, chúng dùng hỏa lực đánh chặn quyết liệt. Trên hướng chủ yếu, đại đội 6 dùng hỏa lực của mình bắn vào D2 chi viện cho bộ binh. Đến 5 giờ 40 phút, đại đội chiếm được D2, phát triển sang D5 nhưng địch chống cự quyết liệt phải lui về D2 củng cố. Đại đội 7 lợi dụng kết quả của hỏa lực chuẩn bị tiếp cận được B2. 5 giờ 25 phút thực hành xung phong chiếm được B2. 6 giờ chiếm được B3. Đại đội 5 được cối 120 ly, 82 ly, DKZ, súng máy phòng không 12,7 ly chi viện. 5 giờ 40 phút bắt đầu xung phong và sau 10 phút chiến đấu chiếm được B1. Trên hướng quan trọng, đại đội 9 được pháo cối chi viện. Đến 6 giờ 30 phút chiếm được lô cốt đầu cầu. Địch dựa vào công sự chống trả, đại đội không phát triển được phải dừng lại tổ chức hỏa lực chi viện cho bộ binh giữ vững đầu cầu. Đại đội 11 sau khi mở cửa chiếm được A2, 5 giờ 50 phút làm chủ được A2, dùng hỏa lực chế áp vào A1 chi viện cho đại đội 9. Trên hướng thứ yếu 1, đại đội 1 sau khi mở xong cửa mở tổ chức hỏa lực đánh vào C1 chi viện cho bộ đội xung phong, đến 5 giờ 20 phút ta làm chủ được C1 tiếp tục phát triển sang B5 nhưng không thành công phải lùi về C1 củng cố. Đại đội 2 đến 5 giờ 10 phút mở cửa xong. 5 giờ 20 phút, hỏa lực của tiểu đoàn và đại đội tập trung đánh vào đồn C2, đến 5 giờ 30 phút bộ binh xung phong cách hàng rào 70m. Địch phát hiện hướng tiến công của ta chúng dùng hỏa lực ngăn chặn, trong khi đó cửa mở chưa thông ta phải lui ra cách hàng rào 150m để củng cố lực lượng. Hướng thứ yếu 2 Đại đội một dùng hỏa lực chế áp và mở cửa xung phong nhưng chỉ chiếm được một phần hai quả đồi H1, địch chống trả quyết liệt nên phải dừng đội hình để củng cố khu vực đã chiếm được. Tiếp đó tiểu đoàn tung hỏa lực chế áp vào H2. Sau khi mất D2, B1, B2 lực lượng địch trên hướng tiến công chủ yếu của trung đoàn chạy về giữ các mỏ B5 và D5. Đến 7 giờ ngày 27, tiểu đoàn tiến công trên hướng chủ yếu dùng hỏa lực chế áp vào B5 và D5. 7 giờ 15 phút bộ binh thực hành sung phong. Trận chiến đấu diễn ra rất phức tạp, 9 giờ tiểu đoàn 2 không phát triển và tung thâm được phải dừng lại làm công sự giữ vững khu vực đã chiếm, chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng đánh tiếp. Hướng tiểu đoàn 3, sau khi mất A2, lực lượng còn lại của địch chạy về A1, cùng lực lượng tại chỗ chống trả quyết liệt hòng đẩy lực lượng ta ra khỏi khu vực đầu cầu. Sau khi đại đội chiến chiếm và giữ được khu vực đầu cầu, tiểu đoàn dùng hỏa lực chế áp vào khu vực A1. Từ 6 giờ 40 phút, được hỏa lực chi viện, bộ binh sung phong vào bên trong nhưng địch chống cự mạnh, bộ đội hết lựu đạn, thủ pháo buộc phải dừng lại tuyến công sự tiền duyên để củng cố lực lượng, chờ bổ sung đạn dược. Trước tình hình trên, Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 3 tăng cường lực lượng cho đại đội 9 và dùng hỏa lực chi viện cho đại đội 9 chiếm bằng được mỏng A1. Được lệnh của Trung đoàn, tiểu đoàn 3 tăng cường lực lượng cho đại đội 9, tiểu đoàn trưởng xuống trực tiếp chỉ huy đại đội 9 đánh chiếm An. 8 giờ 5 phút, được hỏa lục của tiểu đoàn chi viện, Tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đại đội 9 dùng B40, B41 diệt từng hỏa điểm, lô cốt địch. Đến 8 giờ 20 phút ta chiếm được sở chỉ huy nhẹ của địch, làm chủ hoàn toàn khu mỏ tàu. Ở hướng thứ yếu 1, tiểu đoàn 1 được cối 120 ly của trung đoàn chi viện, giành giật với địch từng đoạn hào, ụ súng. Trận chiến đấu kéo dài đến tận 10 giờ ngày 28 tháng 10. Tiểu đoàn đánh chiếm được các mục tiêu được giao và triển khai đội hình chốt giữ để phòng địch ra phản kích ở hướng thứ yếu 2, sau 10 phút dùng hỏa lực chế áp vào các mục tiêu, quân ta từ H2 hình thành hai mũi đánh chiếm H1. Đến 6 giờ 30 phút ta làm chủ được H1. Được lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 2 phát triển đánh chiếm H3, nhưng lực lượng còn quá ít nên không đủ sức đánh chiếm H3. 10 giờ ngày 28 tháng 9, ta làm chủ chiến trường, diệt 276, làm bị thương 90, bắt 28 tên địch, thu 7 khẩu M79, 4 khẩu đại liên. 143 khẩu tiểu liên. 19. Trận măng đen của Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10 từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 1974. Trận tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc của Trung đoàn Bộ binh 28 Sư đoàn 10 Bộ đội Tây Nguyên được tăng cường một khẩu cối 120mm, một khẩu DKZ 106 ly, một khẩu pháo 105 ly, hai khẩu 12,7 ly được tiểu đoàn một trung đoàn 95 và các đại đội 106 và 109 bộ đội địa phương tỉnh Con Tum phối hợp chiến đấu, đánh vào tiểu đoàn 254 bảo an, một đại đội chỉ huy, các đại đội 896, 746, quân y, ban chỉ huy chiến thuật tiểu khu, hai liên đội nghĩa quân và trung đội dân vệ giữ cụm cứ điểm măng đen, một vị trí quan trọng án ngữ trên đường 5B, thuộc xã măng cách huyện Con Plong, tỉnh Con Tum, nhằm tiêu diệt địch, giành dân củng cố vùng giải phóng Từ 24 đến 30 tháng 9 Trung đoàn tổ chức đánh các vị trí ngoại vi căn cứ, tạo bàn đạp triển khai đội hình Ngày 3 tháng 10 các đơn vị chiếm vị trí triển khai tiến công làm công sự trận địa Lúc 5 giờ 50 phút ngày 3 tháng 10 cối 120 ly của Trung đoàn bắn phá hoại Địch ở M11 hoang mang một số hoàng sợ chạy vào đồn nhưng bị hỏa lực ta bắn chặn phải quay trở lại các phân đội súng máy cao xạ 12,7 ly hạ thấp nòng bắn quét vào đội hình địch, diệt một số tên. Số còn lại chạy xuống phía nam bị đại đội 3 tiêu diệt. Một bọn chạy vào trường học, qua sân bay xuống phía nam. Từ 7 giờ đến 8 giờ, hỏa lực trên các hướng bắn phá các lô cốt đầu cầu tạo điều kiện cho các mũi đột kích mở cửa. Hướng tiểu đoàn 1 do chuẩn bị không tốt nên hầu hết mìn định hướng dùng phá rào đều không nổ. Phân đội mở cửa phải thay bằng các quả mìn dự bị. Phát hiện ta mở cửa, địch dùng hỏa lực ngăn chặn. Tiểu đoàn phải dùng 12,7 mm, cối 60 mm diệt địch, yểm trợ cho phân đội mở cửa liên tục. Cửa mở xong nhưng còn ba hàng rào trong cùng và một hào trông chưa dọn sạch. Trung đội một đại đội một phải vượt qua hàng rào dùng liệu đạn khắc phục hào trông rồi đánh chiếm đầu cầu. Chất thời cơ thuận lợi, chỉ huy đại đội nhanh chóng tổ chức bộ đội đánh chiếm khu chỉ huy, thông tin, kết hợp đánh địch với gọi hàng bắt toàn bộ ban chỉ huy tiểu khu và bắt liên lạc được với đại đội 7 tiểu đoàn 2. Hướng tiểu đoàn 2, khi mở cửa xong, trung đội một đại đội 7 vượt hào trông, đạp qua hàng rào bên trong nhanh chóng chiếm đầu cầu, thọc thẳng vào sở chỉ huy địch, bắt liên lạc với đại đội một tiểu đoàn 1. Trước sự thất thủ của địch ở M11, địch ở M12 giao động, Trung đoàn lệnh cho cuối 120mm hắn mạnh vào M12, đồng thời lệnh tiểu đoàn 3 sẵn sàng đột phá. Các tiểu đoàn 1 và 2 làm chủ chiến trường. Để lại một bộ phận giữ M11, sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không, khẩn trương sóc lại đội hình sẵn sàng đánh địch theo mệnh lệnh. Lúc 9 giờ 15 phút, pháo cuối ta bắn vào M12, bộ binh mở cửa. Cùng thời gian, trung đoàn lệnh đại đội 2 tiểu đoàn 1 vận động tới trận tiểu đoàn 254 ngụy. Tới 10 giờ 25 phút, cửa mở xong, ta chiếm đầu cầu. Một tiểu đội nhanh chóng thọc thẳng vào vị trí chỉ huy địch. Hai tiểu đội còn lại phát triển sang bên trái, trung đội hai phát triển sang bên phải. 10 giờ 45 phút, ta làm chủ hoàn toàn M12. Sau khi tiêu diệt địch ở M11 và 12 trung đoàn sử dụng tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 2 trung đoàn 95 tiếp tục bao vây, truy lùng tàn quân địch. 15 giờ ngày 7 tháng 10, địch cho hai trực thăng đến bốc tàn quân đang lẩn trốn, bị ta bắn bị thương một chiếc, cuộc bốc quân không thành. Sau 8 ngày liên tục chiến đấu, ta diệt 262 tên địch, bắt 168 tên, thu 539 súng các loại, có 2 khẩu pháo 105mm, 4 khẩu DKR 106 ly và 57 ly, 12 khẩu cối 81 ly và 60 ly, 2 khẩu 12,7 ly, 20 khẩu đại liên và nhiều súng trường, tiểu liên. Chiến thắng măng đen đập tan cụm cứ điểm cuối cùng của địch nằm sâu trong vùng giải phóng của ta, phá vỡ tuyến hành lang an toàn của địch ở phía bắc thị xã Con Tum quân địch trong thị xã Lâm và cảnh bị uy hiếp mạnh. 20. Trận đánh rồng găng của Đại đội 1, Tiểu đoàn 512, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10 năm 1974. Trận tập kích của Đại đội 1 Tiểu đoàn 512 tỉnh đội An Giang vào một trung đội dân vệ, 28 quân, trang bị một cối 60mm, một trung liên còn lại là Tiểu liên AR-15, giữ đồn rồng găng thuộc xã Phú Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Định Tường, nay là tỉnh Đồng Tháp, nhằm tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng, phá kế hoạch cướp lúa của địch, khai thông hành lang từ Hồng Ngự xuống Đồng Tháp 10, tạo bàn đạp cho lực lượng vũ trang tỉnh về hoạt động, hỗ trợ nhân dân giành quyền làm chủ. Để diệt địch, đại đội dự định dùng xuồng lợi dụng đêm tối bí mật đưa người vào cắt rào mở cửa, đồng thời móc các khối thuốc nổ vào từng quả mìn. Sau khi làm xong tiến hành cột dây và cọc hàng rào trong cùng, thẳng hướng cửa mở, dòng dây ra xuồng xung kích. Khi hỏa lực ngừng chế áp, cóc mũi theo dây kéo xuồng nhanh chóng đánh chiếm đầu cầu, đưa lực lượng phát triển vào bên trong tiêu diệt địch theo nhiệm vụ phân công. Vào 19 giờ ngày 12 tháng 10, đoàn xuồng chở đại đội rời căn cứ tiến vào mục tiêu. Lúc 1 giờ ngày 13 tháng 10, mũi một khắc phục xong hàng rào, bố trí thuốc nổ vào các quả mìn và kéo dây ra ngoài theo kế hoạch. Mũi hai sau khi bố trí hỏa lực xong không thấy đồng chí cắt rào, cử người tìm vẫn không thấy, mũi trưởng quyết định dùng kìm nhổ đinh cắt rào sau khi cắt xong rào đã quá giờ hiệp đồng nổ súng 15 phút, không đủ thời gian để móc lượng nổ vào các quả mìn, buộc mũi trưởng phải dùng răng cắn đứt dây mìn, nhưng vừa được một quả thì đại đội ra lệnh nổ súng tiến công. Đến 1 giờ 30 phút, hỏa lực 12,8 mm và B40, B41 bố trí trên xuồng và ở hàng rào bắn vào các lô cốt địch, bị đánh bất ngờ, một số tên bị diệt, đại bộ phận chui vào các lô cốt, công sự dọc bờ tường không dám chống cự, được lệnh bộ binh từ hai mũi nối nhau theo dây lao vào đồn. Từ trên xuồng, quân ta dùng lựu đạn, thủ pháo đánh vào lô cốt số 1 và quân địch ở giữa lô cốt số 1 và 2 rồi xông lên chiếm đầu cầu. Diệt địch ở từng căn nhà, đánh vào nhà chỉ huy. Mặc dù mất lô cốt số 1 và 2, mất chỉ huy nhưng một bộ phận địch lui về lô cốt số 3 vẫn ngoan cố chống cự. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại đội trưởng, hai mũi phối hợp nhịp nhàng tiêu diệt từng tên địch, đánh chiếm từng công sự, dồn địch vào thế hoàn toàn bất lợi. Trước thời cơ địch hoang mang, bộ đội ta từ hai phía đồng loạt xung phong, đánh chiếm lô cốt số 3, làm chủ hoàn toàn trận địa. Sau 15 phút chiến đấu, đại đội diệt 25 tên, bắt hai tên địch, thu 18 súng các loại. 21. Trận tập kích kho bom sân bay Đà Nẵng của biệt động khu phố Hải Châu, đếm 28 dạng sáng ngày 29 tháng 11 năm 1974 trận tập kích bí mật của biệt động nội tuyến khu phố Hải Châu do đồng chí Võ Văn Minh thực hiện vào bốn kho bom của quân Sài Gòn trong sân bay Đà Nẵng nhằm phá hủy dự trữ vũ khí của địch, phối hợp với chiến trường Thượng Đức, tạo điều kiện giành thắng lợi lớn. Khu kho bom nằm phía Tây, Tây Nam sân bay Đà Nẵng gồm 8 kho bom, mỗi kho chứa 5.000 quả, kho bom hóa học CBU, kho bom Napan, hai kho đạn dốc kép và đại liên. Giữa các kho được ngăn cách bởi một tường đất kiểu mái nhà cao 2 mét dày 2 mét. Bên trong tường là hàng rào dây thép gai và góc bãi mìn. Sau một thời gian được huấn luyện, chuẩn bị khí tài, đêm 28 dạng 29 tháng 11, đồng chí Minh bí mật đột nhập vào bên trong, đặt 4 khối thuốc nổ, mỗi khối 1 kg, lên đầu 4 quả bom nằm trong 4 kho. 5 giờ 30 phút, đồng chí Minh rút ra an toàn. Đúng 9 giờ 30 phút, mìn nổ, làm nổ kho bom 1, tiếp đó các kho số 2, 3, 4 đều nổ tiếng bom đạn nổ kéo dài đến ngày 30 tháng 11 năm 1974. Trận đánh đã phá hủy hoàn toàn 4 kho bom, phá hủy 20.000 quả bom, 2 kho đạn dốc két, 2 kho đạn đại liên, 1 máy bay C-47, 2 xe cứu thương, 4 xe cứu hỏa, 1 xe bảo trì, làm chết và bị thương 35 tên địch, gây hỏng nặng 2 đường băng, làm sân bay bị tổn thất nặng nề, buộc phải ngừng hoạt động gần 1 tháng. 22 trận vây đồn cái nước của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm 1974. Trận vây lấn của trung đội du kích xã, 25 người, trang bị 15 khẩu AR-15, còn lại là súng trường, cùng 80 du kích các ấp, trang bị 10 khẩu AR-15, còn lại là súng trường và nhân dân trong xã vây hai đại đội bảo an, một trung đội cối, một trung đội pháo 105 ly, hai khẩu thuộc tiểu đoàn bảo an 452, một tiểu đội thám báo, 12 tên, một tiểu đội dân vệ, 12 tên, giữ đồn cái nước, xã Tân Hưng Đông huyện cái nước, tỉnh Cà Mau nhằm buộc địch phải rút bỏ đồn, giải phóng quê hương. Được tỉnh ủy và huyện ủy chỉ đạo, đảng ủy xã Hạ quyết tâm đưa lực lượng vũ trang của xã áp sát các mục tiêu, xây dựng công sự, chiến hào vững chắc, bảo đảm vây lấn dài ngày, từng bước lấn dần vào sát hàng rào, phóng các đầu đạn ta cải tiến vào tiêu hao một phần sinh lực địch phá công sự khống chế không cho bộ binh hải quân trực thăng địch đến tiếp tế chi viện cô lập địch với quần chúng kiên trì mũi quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và binh vận liên tục gây áp lực với địch làm cho chúng căng thẳng về tinh thần thiếu thốn về vật chất từng bước buộc địch phải bỏ chạy hoặc đầu hàng để trận đánh thành công đảng ủy và xã đội tổ chức thành các bộ phận mũi quân sự gồm 20 năm du kích, tiến hành bao vây, đánh lẫn khu tứ giác, đồn bà lộc, đồn tam giác, đầu lộ bờ gòn, các mũi vây lẫn lô cốt số 3 và một số hướng khác. Mũi binh vận, đấu tranh và vận động các gia đình có con em trong đồn kêu gọi binh lính địch về với gia đình, vợ con, không chống lại cách mạng, tổ chức giải truyền đơn kêu gọi binh sĩ đảo ngũ, tuyên truyền chính sách khoan hồng của cách mạng với binh sĩ khi họ quay về với nhân dân. Tổ chức tốt các mặt đảm bảo cho lực lượng chiến đấu, lực lượng đấu tranh chính trị và làm công tác binh vận, tổ chức phòng không, phòng pháo, chuẩn bị trung mìn. Đêm 1 tháng 11, du kích xã và du kích các thôn, ấp vào chiếm lĩnh các vị trí theo kế hoạch, hình thành thế vây lấn, dùng súng trường bắn tỉa những tên lính gác và quân đi lẻ. Địch đối phó bằng cách bắn cối, pháo giả. Cùng thời điểm, bộ đội huyện và du kích các nơi tổ chức đợt bao vây tiến công tất cả các đồn bốt của địch trong địa bàn huyện. Ngày 6 tháng 11, huyện ủy rút du kích đi chi viện cho hướng đồn bà Chủ Nghị. Với năm du kích còn lại ta vẫn tiếp tục vây và pháo kích vào đồn bà Lộc. Do lực lượng ta quá ít, bị địch đánh bật ra và dùng lựu đạn gài vào tất cả các công sự ta đào sẵn. Khi trở lại ta phải mất hai ngày mới gỡ hết số lựu đạn. Từ 12 đến 20 tháng 11, ta vây lấn, ép địch liên tục đêm ta vào sát hàng rào và phóng hàng chục quả pháo cối vào khu tứ giác có quả rơi vào lô cốt, địch chết và bị thương hàng chục tên. Kết hợp với mũi quân sự, mũi đấu tranh chính trị và binh vận cũng hoạt động mạnh. Cán bộ nữ vận động quần chúng vào vùng giải phóng tạm lánh. Chỉ trong nửa tháng bà con đi gần hết. Vận động bà con phá ấp chiến lược về làm ruộng vườn ở quê hương. Chợ cái nước chỉ còn lại ít nhà. Trong đó có nhiều cơ sở của ta xen lẫn với gia đình binh sĩ ngụy. Ngoài giải truyền đơn ở chợ, trước cửa đồn, ban binh vận còn gặp gỡ, Tuyên truyền binh lính đấu tranh với chỉ huy và lôi kéo họ bỏ súng về nhà đồng thời giải thích chính sách khoan hồng của cách mạng với những người lầm đường. Trong khi vòng vây đang siết chặt quân địch thì lực lượng Vũ Trang xã Tân Hưng Đông lại được điều đi tăng cường cho xã bạn bao vây đồn đồng cùng. Từ ngày 1 đến 16 tháng 12, sau khi đi chi viện cho xã bạn về, ban chỉ huy xã lại triển khai lực lượng bao vây địch, tận dụng những kết quả vây lấn trong tháng 11, về quân sự ta tăng cường áp lực hơn đối với địch các tổ bắn tỉa ngày đêm bên chiến hào đánh địch, phóng đạn vào đồn. Ngày 7 tháng 12, du kích xã thọc sâu vào sát góc Tây Bắc đồn tứ giác làm hệ thống công sự, chiến hào và đưa các bệ phóng vào đặt ở đây. Vòng vây ngày càng siết chặt, quân địch hoàn toàn bị cô lập với bên ngoài. Chúng yêu cầu cấp trên đến hỗ trợ nhưng cũng rất hạn chế, trực thăng tiếp tế, tải thương cũng không hạ cánh được vì bị du kích bắn. Địch chết và bị thương phải để lại đốn, mọi sinh hoạt đều trong công sự ra phản kích thì bị thiệt hại làm cho chúng càng hoang mang. Đến ngày 12 tháng 12, cả hai bên sức lực gần như đã cạn. Ta với 50 quả đạn pháo, cối tự cải tiến từ 180 quả đạn của địch đã sử, dụng gần hết, đạn nhọn cũng thiếu nghiêm trọng. Địch cũng phải hạn chế, bắn nhỏ giọt từng viên đạn cối, từng loạt đại liên. Trước tình hình đó, Đảng ủy xã quyết định tập trung mọi nỗ lực đánh dứt điểm quân địch tại cái nước vào đêm 15 dạng ngày 16 tháng 12. Ngày 15, ta bắn bốn quả đạn còn lại vào khu tứ giác sát thương thêm một số tên. Bên ngoài ta phong tỏa chợ không cho địch ra cướp bóc lương thực, thực phẩm. Bằng cả ba mũi tiến công ta đã triệt toàn bộ đường tiếp tế của địch trong suốt những ngày cao điểm. Lúc 22 giờ ngày 15 tháng 12, địch bí mật rút khỏi đồn. Ta dự kiến địch chạy về đồng cùng, nhưng chúng đã vượt kinh lộ xe qua chợ. Đến 24 giờ ta mới phát hiện cả vợ con binh lính địch đã vượt sông về Trà Là. Sáng sớm ngày 16 tháng 12, Ta trận địch ở bà lúa khi chúng đang vượt sông. Du kích nổ súng diệt 3 tên, bắt 8 tên. Suốt nhiều ngày sau đó, lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã đã phá toàn bộ công trình quân sự của địch, kể cả hàng rào dây thép gai và xúc tiến xây dựng đền thờ Bắc Hồ tại nền đồn cũ của địch theo nguyện vọng của đông đảo bà con địa phương, nay là phủ thờ Bắc tại thị trấn Cái Nước. Sau một tháng rưỡi vây ép địch, ta diệt 15 tên, làm bị thương 11 tên, bắt 14 tên, làm ra ngũ 25 tên, giải tán 12 phòng vệ dân sự, thu 24 súng các loại, 7 máy thông tin PRC-25, 15.000 viên đạn các loại. 23. Trận đánh đồn kinh 11 của Trung đoàn 101 từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 1974. Trận vây lấn của Trung đoàn Bộ binh 101 do đồng chí Hoàng Đức Đam chỉ huy đánh vào chỉ huy tiểu đoàn 457 Bảo An, đại đội 3, một trung đội pháo binh, hai khẩu 105mm và một trung đội trinh sát quân đội Sài Gòn ở cụm đồn kinh 11 xã Nam Thái Sơn, huyện Châu Thành A, tỉnh Long Châu Hà nhằm tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng, làm bàn đạp cho các trận tiến công bước sau. Vận dụng phương pháp vây, tấn, diệt, kết hợp dùng hỏa lực phối hợp với bộ binh phá hủy công sự, trận địa, tiêu diệt, tiêu hao lực lượng địch, lấn dần từng bước, lần lượt đánh chiếm đồn phía Nam làm bàn đạp chiếm đồn chính và đồn phía Bắc, làm chủ trận địa. Đồng thời cho lực lượng bí mật phục kích đón lõng về hướng bắc, sẵn sàng tiêu diệt quân địch rút chạy và chặn đánh tiêu diệt lực lượng đến ứng viện. Bắt đầu từ 18 giờ ngày 5 tháng 12, từ vị trí tập kết cuối cùng, các đơn vị bắt đầu hành quân chiếm lĩnh trận địa. 21 giờ 30 phút, các tiểu đoàn 7, 8 triển khai làm công sự, xây dựng trận địa hòa lực. Đúng 7 giờ ngày 6, đại đội 4 đặt công nổ súng đánh đồn phía nam. Sau 10 phút chiến đấu ta làm chủ trận địa. Tổ đặc công làm nhiệm vụ diệt địch ở lô cốt phía tây, khi nổ súng lập tức tiếp cận lên, nhưng trong lô cốt không có địch, toàn tổ đã bí mật chốt lại theo hiệp đồng quy định. 4 giờ 30 phút, tổ đặc công bắn 5 quả B40, B41 vào nhà chỉ huy tiểu đoàn 457 và lô cốt rồi nhanh chóng rút về đội hình đại đội. Tiếp đó, các tiểu đoàn 7, 8 đã cắt đứt đồn kinh 14 với kinh 11, cô lập hoàn toàn chỉ huy của địch với lực lượng bên ngoài tinh thần của binh lính địch đang hoang mang. 7 giờ ngày 6 tháng 12, đợt đánh phá đầu tiên của ta vào cụm đồn kinh 11 bắt đầu. Tiếp đó ta mở thêm các đợt đánh phá vào đồn lúc 9 giờ và 15 giờ. Xen kẽ giữa các đợt đánh phá của pháo binh, ta dùng đại liên 12,7 mm bắn tỉa từng loạt diệt những tên địch ra khỏi công sự, làm cho chúng hết sức căng thẳng. Sáng ngày 7 tháng 12, hỏa lực DKZ của ta ngắm bắn trực tiếp vào các lô cốt. Công sự còn lại, kết hợp đại liên, 12,8 ly bắn tỉa tiêu diệt địch mỗi khi chúng xuất hiện. Cối 120 ly được đài quan sát điều chỉnh bắn chính xác vào nhà chỉ huy, trận địa pháo, kho đạn, trại lính. 15 giờ ngày 7 tháng 12, qua mạng trinh sát vô tuyến, ta nắm được báo cáo của tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 457 địch, đồn bị phá hủy nặng, hai khẩu pháo 105 ly bị hỏng, kho đạn bị cháy, quân số thương vong hơn 60%, lực lượng còn lại không đủ sức giữ đồn, đề nghị cho rút lui trước diễn biến thuận lợi cho ta, trung đoàn trưởng quyết định sử dụng đại đội 3 tiểu đoàn 7 chiếm đồn phía nam làm bàn đạp cho trung đoàn đánh thẳng vào đồn chính. Đại đội 5 tiểu đoàn 8 đánh chiếm đồn phía bắc, sau đó khẩn trương phát triển xuống cùng đại đội 3 tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn chính. Tiểu đoàn 8 sẵn sàng chi viện cho lực lượng phía trước và đánh địch rút chạy. Đến 17 giờ cùng ngày, hỏa lực từ các hướng bắn dồn dập vào khu đồn chính. Theo hiệp đồng, đại đội 3 nhanh chóng vận động đánh chiếm đồn phía nam đại đội 5 do phải vận động qua bãi chống nên khi đến cách đồn 400 m thì hỏa lực trung đoàn ngừng bắn. Đại đội không còn thời cơ nên không dứt điểm được đồn phía Bắc. Sau khi nắm lại tình hình, trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 8 tổ chức đại đội 3 đánh chiếm đồn phía Bắc và cùng đánh chiếm đồn chính. Do tổ chức chậm nên 4 giờ ngày 8 tháng 12, cả hai đại đội mới nổ súng tiến công. Bị vây hãm, bị đánh liên tục, thương vong nhiều nên số địch còn lại chống trả yếu ớt rồi bỏ chạy về phía đông. Trung đoàn sử dụng tiểu đoàn 8 trận đánh quân địch tháo chạy, diệt một số, bọn còn lại vượt được vòng vây về ba Thê. Sau 2 ngày chiến đấu ta diệt 91, bắt 19 tên địch, thu 79 súng các loại và một số quân dụng, làm chủ đồn lúc 6 giờ ngày 8 tháng 12 năm 1974. 24. Trận đánh bầu dáng cả địa của sư đoàn bộ binh 4 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12 năm 1974 trận vận động phục kích của Sư đoàn Bộ binh 4 quân khu 9, gồm các trung đoàn 2, 10, 20, được tăng cường đoàn 6 pháo binh, 2 cối 120 ly và 6 khẩu 12,7 ly và lực lượng của Sư đoàn Bộ binh 21 quân đội Sài Gòn hành quân giải tỏa ở khu vực rạch Bầu Giáng và rạch Cả Đỉa, một vùng giáp danh giữa hai tỉnh Kiên Giang và Cần Thơ, nhằm tiêu diệt địch ở chi khu Hưng Long, phân chi khu Lái Niên và toàn bộ tuyến đồn bốt địch trên tỉnh Lộ 12. Đêm 5 tháng 12 năm 1974, Trung đoàn 2 và Trung đoàn 10 nổ súng tiến công địch ở chi khu Hưng Long, đồn bầu ổi và cầu sông trên tuyến lộ Lái Niên. Do quá trình khắc phục vật cản bị lộ buộc tiểu đoàn 8 Trung đoàn 10 phải nổ súng trước giờ quy định 45 phút. Sau hơn 30 phút chiến đấu tiểu đoàn 8 làm chủ hoàn toàn đồn bầu ổi và cầu sông, diệt gọn một đại đội bảo an, bắt 17 tên địch, thu toàn bộ vũ khí, hướng tiểu đoàn 7 Trung đoàn 10 đánh địch ở chi khu Lái Niên làm chủ được một trong ba đồn địch, diệt gọn một trung đội, đánh thiệt hại nặng một đại đội bảo an và hai trung đội dân vệ. 4 giờ ngày 6 tháng 12, tiểu đoàn được lệnh để lại một bộ phận vây ép địch, còn đại bộ phận nhanh chóng cơ động về vị trí phục kích đã chuẩn bị. Hướng trung đoàn 2 tiến công địch ở chi khu Hưng Long tại Cống Đá. Sau nhiều phút chiến đấu ác liệt, một bộ phận của tiểu đoàn 8 trung đoàn 2 giã chiếm được một đoạn bờ thành phía đông bắc chi khu và phát triển đến gần trận địa pháo nhưng các mũi không vào được nên địch tập trung phản kích vào đội hình gây một số thương vong. Tiểu đoàn 19 tiến công trên hướng thứ yếu cũng gặp khó khăn ngay từ đầu. Sau hai lần tổ chức đột phá không thành công, lực lượng bị tiêu hao đã tự động rút lui. Trước tình hình khó khăn, sư đoàn lệnh trung đoàn hai khẩn trương sốc lại đội hình tiếp tục tổ chức tiến công. Do cán bộ các cấp không nắm được bộ đội nên lệnh của sư đoàn trưởng không được thực hiện. 4 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12, sư đoàn lệnh cho trung đoàn 2 để lại tiểu đoàn 8 kết hợp với một bộ phận hỏa lực của đoàn 6 tiếp tục bao vây địch trong chi khu, tổ chức cho tiểu đoàn 19 lui về làm dự bị cho sư đoàn. 7 giờ 40 phút ngày 6 tháng 12, trung đoàn 10 và trung đoàn 2 đã triển khai xong phương án chuẩn bị. 9 giờ cùng ngày, địch đổ bộ đường không một đại đội trinh sát xuống khu vực kinh hai phía tây lộ lái niên thăm dò lực lượng. Ta và tăng cường lực lượng cho chi khu Hưng Long nhưng bị hỏa lực phòng không của đoàn 6 bắn rơi hai chiếc bắn bị thương một chiếc khác làm cuộc đổ bộ đường không của địch không thành. Đêm 6 tháng 12 sư đoàn lệnh cho bộ phận vây ép của tiểu đoàn 7 trung đoàn 10 đánh vào chi khu lái niên, buộc địch phải nhanh chóng ra giải tỏa. Sáng 7 tháng 12, sau khi dùng pháo 105 và 155 ly dọn bãi, từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ 15 phút, địch dùng trực thăng đổ tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 trung đoàn 31 xuống khu vực bầu dáng và rạch rồng cấm rồi dừng lại trú qua đêm chuẩn bị đánh địch hành quân ứng cứu. Sư đoàn điều chỉnh thế trận của các tiểu đoàn 7 và 10. Các đơn vị triển khai đội hình chiến đấu, sẵn sàng đánh địch lên giải tòa. Sáng ngày 8 tháng 12, tiểu đoàn 1 và 3 địch từ ngã Ba Kinh Ngang thành hai mũi đi theo dạch bầu dáng phát triển về hướng phân chi khu lái niên. Khoảng 9 giờ, địch phát triển đến ngã tư đường xuồng, cách bộ phận chặn đầu khoảng 400 mét. Sư đoàn lệnh các đơn vị bí mật vận động tiếp cận địch, chuẩn bị nổ súng. 9 giờ 15 phút, địch phát hiện ở bờ nam dạch cả đỉa có một số công sự ta mới làm, chúng dừng lại và gọi máy bay đến ném bom. Nhưng ta đã kịp thời dâng đội hình về phía địch nên không thiệt hại. Sau khi phi pháo đánh phá, các tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 3 trung đoàn 31 tiếp tục phát triển về hướng lái niên. 9 giờ 40 phút, sư đoàn dùng cối 120mm, 82mm và DKZ bắn tập trung vào ngã ba đường xuồng. Đồng thời dùng 12,7 ly và các loại hỏa lực khác bắn quét hai bên rạch, chi viện cho bộ binh các hướng xung phong. Từ các hướng, trung đoàn 2 và trung đoàn 10 lợi dụng kết quả của hỏa lực chế áp tiến ra tiêu diệt địch. Bị đánh bất ngờ, một số bị tiêu diệt, một số tháo chạy. Các đơn vị thực hành bao vây, chia cắt, vừa diệt địch tại chỗ vừa truy kích diệt địch. Sau khi lực lượng đi đầu bị ta tiêu diệt, đại bộ phận tiểu đoàn 3 trung đoàn 31 địch ở phía sau tổ chức phản kích vào sườn đông của tiểu đoàn 10. Phối hợp với tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 1 của địch còn ở bờ bắc rạch bầu dáng bắn dữ dội sang hai bên và yêu cầu phi pháo bắn chặn vòng ngoài. Trước nguy cơ bị tiêu diệt địch ra sức phản kích khôi phục lại các khu vực ta chiếm được để củng cố trận địa và mở rộng khu vực an toàn, khu vực trụ bám, để giải nguy cho các tiểu đoàn 1 và 3. Sư đoàn 21 dùng trực thăng đổ tiểu đoàn 2 trung đoàn 33 từ Bạc Liêu xuống Bắc Dạch Bầu Giáng. Trận chiến đấu rằng co kéo dài đến 13 giờ 40 phút ngày 10 tháng 12. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 của địch bị loại khỏi vòng chiến đấu. Tiểu đoàn 2 bị đánh thiệt hại nặng. 430 tên địch bị chết và bị thương. 72 tên bị bắt. Ta thu hơn 100 súng các loại. Hai trực thăng bị bắn rơi. Nhiều chiếc khác bị thương. Chiến thắng bầu dáng cả địa đã góp phần giải phóng hoàn toàn chi khu Hưng Long giải phóng cơ bản các xã Vĩnh Tuy, Vĩnh Lộc huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang và xã Lương Tâm huyện Long Mỹ tỉnh Cần Thơ, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ án ngữ hướng Tây Nam thành phố Cần Thơ và Đông Nam thị xã Vị Thanh, khai thông hành lang nối căn cứ U Minh với mặt trận Cần Thơ và Trưng Thiện. Hết phần thứ 3